Thiết bị TV Lợi xin kính chào quý vị. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị một cái bộ dụng cụ phục hồi chức năng về vận động linh hoạt ngón tay cho những bệnh nhân tai biến hay những bệnh nhân bị chấn thương vùng tay. Và ngoài ra thì bộ dụng cụ này còn giúp phục hồi chức năng nhận thức cho những bệnh nhân tai biến là những bạn trẻ cần phục hồi chức năng. Thì đây, cái bộ dụng cụ của chúng ta đây, nó rất nhiều các cái bài tập có thể thực hành ở trên cái bộ dụng cụ này. Cái bộ dụng cụ này với cái chiều dài của nó là 65cm này, chiều ngang của nó là 50cm và chiều cao của nó là 15cm đấy. Và nó được đóng trong một chiếc hộp rất là gọn như thế này đấy. Chúng ta có thể bỏ hết những cái dụng cụ này ra và đóng cái phần hộp này lại, rất đơn giản thôi. Hộp bên ngoài thì được làm một gỗ này rất chắc chắn này đấy. Và quý vị nhìn trên đây, chúng ta sẽ chia làm 4 vùng. Vùng thứ nhất là những cái thao tác sinh hoạt cơ bản hàng ngày, như những cái việc đóng khóa, mở khóa này, cái khóa từ rất là đơn giản, đây, chỉ cần cài vào, đấy, tháo ra cài vào. Cho đến những cái khóa phức tạp hơn một chút, đấy, ở dưới này cũng vậy, có những cái khóa phức tạp hơn một chút, và đến những cái khóa mà nó rất khó để chúng ta có thể, rất khó mà những người bệnh có thể thực hiện được, thì trên này chúng ta cũng có này. Sẽ phải cài cái phần then chốt di chuyển. Quý vị nhìn, khi mà chúng ta làm những cái động tác này thì phần tay của chúng ta phải rất là linh hoạt. Thì và ngoài ra chúng ta phải nhận biết được làm thế nào để đóng được cái khóa này vào. Đấy, thì nó hai tác dụng, một là vừa phục hồi chức năng linh hoạt của vùng tay và thứ hai là tập nhận thức cho người bệnh. Ngoài ra ở dưới này chúng ta còn có thêm một cái phần khóa để người bệnh thực hành cái thao tác sinh hoạt cơ bản hàng ngày. Ở đây thì có một cái công tắc bật tắt, ngoài ra có những cái ổ cắm điện đây, có thể dùng những cái ổ cắm hàng ở nhà của chúng ta để cắm vào. Bên trong nó được làm rất giống so với những cái ổ cắm bình thường. Đấy, quý vị nghe cái tiếng tôi cắm nhé. Đấy, nó rất là giống so với thực tế này. Rồi đến ở phía dưới này, chúng ta có ba vùng, ba cái phần để mà thực hành phục hồi chức năng cho người bệnh này, có thể tháo ra được. Mỗi một miếng thì nó có rất nhiều các bài tập cho người bệnh đây. Và khi mà tháo hết ra ở dưới này đây, quý vị nhìn này, đây nó có những cái phần hộp để đựng những cái dụng cụ này. Chúng ta tập xong bỏ vào trong này và cất đi, có vali đi ạ, cất xong. Rồi các bài tập ở đây thì sao? Bài tập đây chúng ta chia ra làm 3 dạng bài tập. Những bài tập từ đơn giản nhất cho người bệnh khi mà người bệnh bắt đầu tập cầm nắm, cho đến những bài tập phức tạp hơn. Như ở đây thì chúng ta có các thanh gỗ này, người bệnh sẽ tập cầm nắm với những thanh gỗ lớn ở trước này. Đấy, cầm bằng cả bàn tay. Khi mà người bệnh còn đang bị yếu, chúng ta sẽ cầm bằng cả bàn tay này. Sau khi mà nó phục hồi tốt hơn, chúng ta sẽ cầm bằng các ngón tay này. Đấy, rồi đến những cái phần gỗ nhỏ hơn, kích thước nhỏ hơn. Thì càng kích thước càng nhỏ thì việc cầm nắm càng khó và càng yêu cầu độ tinh tế của cử động tay cao hơn. Ngoài việc cầm nắm ra thì ở trên này chúng ta còn có hai phần đầu đỏ và xanh, giúp cho người bệnh tập phục hồi chức năng nhận thức. Đấy, chúng ta có thể yêu cầu người bệnh là xếp những cái phần gỗ màu cùng màu với nhau, vừa tập linh hoạt vừa tập nhận thức cho người bệnh. Ngoài về màu sắc thì nó còn nhận biết được cả về kích thước của lỗ. Đấy, chúng ta có thể tháo hết ra và bảo bệnh nhân xếp vào cho đúng vị trí. Đấy là một bài phục hồi chức năng rất tốt cho bệnh nhân của chúng ta. Sau đó thì chúng ta sẽ đến với những cái động tác khó hơn là những cái viên bi ở dưới này. Đấy, những viên bi kích thước to nhỏ này. Cái việc cầm nắm một viên bi đối với những người bình thường rất là đơn giản thôi, đối với những bệnh nhân mà cần phục hồi chức năng thì nó cũng là một động tác cần phải tập luyện. Từ to đến nhỏ, chúng ta có thể cầm nắm ở trong lòng bàn tay hoặc có thể lăn tay, lăn những viên bi này. Rất nhiều các bài tập. Đấy, rồi nhận biết kích thước của các viên bi, xếp cho đúng lỗ. Đấy là cái phần thanh đầu tiên này. Sang phần tiếp theo đây. Tiếp theo đó là cái phần cũng là những cái thanh trụ nhưng nó bằng kim loại, và kích thước của nó thì
rất là nhìn rất là tương đồng với nhau thì chúng ta nhận biết, quý vị nhìn một cái là chúng ta biết kích thước khác nhau, nhưng với những bệnh nhân thì cái việc nhận biết tương đối là khó. Thì đây là một bài tập khó hơn so với cái bài tập mà tôi vừa giới thiệu với quý vị. Đấy, thì chúng ta cũng tập ở đây là cầm nắm, cầm nắm này, rồi đặt vào đúng vị trí này. Đến những cái lỗ rất là nhỏ, những cái thanh kim loại rất là nhỏ như thế này, ta xếp cho đúng vị trí. Và đến bài tập thứ ba là bài tập mà chúng ta thực hiện cái thao tác xoay của vùng ngón tay để vặn những cái phần ốc vít này vào. Thưa quý vị, để ý là nhà sản xuất đã thiết kế chúng ta những cái phần ốc vít với kích thước khác nhau từ dễ đến khó này, ốc to này, xong rồi nó nhỏ dần này, đến những ốc rất nhỏ này, thì cần cái độ tinh tế cao hơn rất nhiều. Đấy, rồi ở sau này chúng ta có phần vặn cái phần bu lông này ra này. Đấy, tháo ra xong chúng ta sẽ lại lắp vào. Cũng như thế thì ở đây chúng ta có những kích thước ốc to, ốc nhỏ khác nhau để cho người bệnh tập linh hoạt ngón tay, và cũng một phần là tập nhận biết luôn. Khi mà chúng ta tháo hết toàn bộ ốc ra và yêu cầu người bệnh là lắp những phần ốc này vào đúng vị trí của nó. Đấy, thì nó có hai tác dụng khi mà chúng ta cho người bệnh tập luyện. Và ngoài việc tập cho những người lớn thì bộ dụng cụ này cũng rất phù hợp để tập với trẻ em. Đây là những cái bài tập rất là hay, khiến cho các bạn trẻ có thể thích thú khi mà tập luyện. Và quý vị để ý là chúng ta có ba cái khay này, thì nó còn phù hợp để sử dụng tại các cái phòng khám, các cái trung tâm phục hồi chức năng. Chúng ta có thể sử dụng trên các đối tượng bệnh nhân khác nhau. Đấy, một bệnh nhân tập bên này, một bệnh nhân tập bên này, và một bệnh nhân khác tập ở đây. Một bệnh nhân khác nữa chúng ta có thể tập ở trên phần bảng này. Đấy, thì với cái bộ dụng cụ này nó phù hợp hơn dành cho các trung tâm, các phòng khám, nhưng với cái giá thành của nó thì tương đối là mềm mại, thì các bệnh nhân cũng có thể mua cái bộ dụng cụ này về sử dụng tại nhà, bởi cái giá của nó thì rất là vừa phải thôi. Và chúng ta có thể tập theo các cái giai đoạn phục hồi của người bệnh, từ lúc mà chúng ta còn rất là yếu cho đến lúc mà chúng ta là phục hồi tốt hơn. Đấy, và những cái thao tác sinh hoạt hàng ngày. Thì nếu như quý vị có nhu cầu về bộ dụng cụ này, hãy gọi điện số hotline đang hiển thị trên màn hình của chúng tôi. Ngoài ra, thiết bị Tiểu Lê Lợi còn cung cấp rất nhiều các cái sản phẩm phục hồi chức năng khác cho người bệnh. Hãy gọi điện số hotline để chúng tôi có thể tư vấn cho quý vị. Thiết bị Tiểu Lê Lợi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.